Kính thưa quý vị khán giả thân mến đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau. Lời nói đầu tiên Trọng xin chúc cho tất cả quý vị có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Kính thưa mọi người, hôm nay thì Trọng quay trở lại Gò Vấp để thực hiện lời hứa với Bun và một bạn nữa với cô Lan, mà đợt trước Trọng có chia sẻ với mọi người là một cái clip mà có hai chú chó xích chung một sợi dây xích đó. Thì hôm đó là vô tình gặp bé ngoài đường, thì Trọng cũng có quay và chia sẻ và cũng có xuất quỹ ra 200k để cho em. Nhưng mà anh Trọng có hứa là sẽ quay trở lại để tặng cho các em một ít xúc xích để ăn. Tại vì hai bé này rất là thích ăn xúc xích luôn. Thì giữ đúng lời hứa, hôm nay có dịp Trọng xuống Sài Gòn và đi ngang Gò Vấp, thì Trọng có liên hệ với cô Lan nè, rồi đến đây để thăm các em, rồi cũng như là cho xúc xích. Đến đây thấy có nhà cái bên có mấy bé nữa, hồi thì Trọng cũng sẵn dịp thì Trọng cũng sẽ tặng cho các bé bên kia mấy bịch để ăn đó, mọi người thấy không. Bây giờ Trọng kính mời quý vị khán giả cùng xem video với Trọng nha. Video sẽ rất là vui, rất là hay. Mọi người thương ủng hộ cho Trọng like, share. Ai chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấp vào chữ đăng ký. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi bữa nay mọi người thấy cái em đó tên gì ta, anh này thì buồn nhớ này, biết đó Tini. Tini bữa nay là anh Trọng không nhận ra nha, là tại vì hôm hổm là Tini là mặc cái áo thì cũng tưởng tượng là nó giống Bun, nhưng mà nó không, nó hoàn toàn không giống. Lúc đầu Trọng còn hỏi là hai bé chó này hai anh em hả nè, nhưng mà cuối cùng là giờ lột cái áo ra đâu có giống đâu, hai áo ra nó khác hẳn luôn. Nó khác ha, tóc nó quăng á. Cậu tóc quăng dạ. Bữa nay cô Lan có đi làm không? Dạ có, chút nữa đi nha. Chút nữa đi. Dạ 10 nữa, 6 giờ 10 đi á. 6 giờ 10 đi. Làm tới mấy giờ cô ha? Làm tới 11 giờ. 11 giờ. Dạ. Vậy là mấy em đang hồi ở trong phòng. Dạ. Rồi thì về rồi 11 giờ về. Dạ mới mới dắt đi chú đi gặp cậu đi chút đó. Dạ thôi đó. Dạ. Có nghĩa là làm 6 giờ mấy đi làm. Dạ. Rồi xong rồi về 11 giờ thì cho tới nhà. Dạ rồi xong rồi dắt nó đi lụm là gặp cậu mà hổm đó. Nhưng dạ. Mà ý nói là tối, dạ, đúng rồi. Tối nay cũng phải đi nữa. Dạ đi vậy thôi, có gì mưa thì ở nhà. Mấy tiếng? Chừng đi vòng đến tới lên hết đường này hết mấy đó, rồi xong về. Bữa nay mưa chắc ở nhà cho nó nhà. Mập lù luôn, nuôi tốt mịt luôn. Dạ. Ê, cái dây rồi con. Nó mẹ ăn cho. Này nó thân thiện dữ lắm, buôn 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 kìa, kìa nó gần dây luôn kìa. Không có sủa. Chó này nó không có sủa xiết gì trơn á. Nó sủa là cậu, mà nó sủa con chuột. Sủa con chuột. Nó con bắt không được con chuột là nó sủa dữ lắm. Nó ôm mình luôn á. Chó nó không có sủa ai, nó không quen, nó không lạ ai hết trơn á. Tay chân dơ đó, đừng có nhèo lên người chú. Chắc sống chung trong phòng trọ nè, nên là kiểu nó hiền đúng không? Con này cũng sủa nè, con này dữ hơn Bun. Bun nè, cười kìa. Đây chứ con đừng có chạy đi nha. Dây này là tự chế luôn hả? Dạ. Dây đeo cái dạ, thông là tự may luôn tự á. Làm luôn hả? Dạ. Nhìn theo cái mẫu của người ta bán đó. Cái chị may. Cái dây thì may nhưng mà cái móc thì mua. Móc mua 15.000 cái. 15.000 sợi dây. Cái móc á. Ở đó cũng có mấy em kìa. Dạ, cái bé này là chị em với nó nè cậu. Chị em với con này đúng không? Chị em với con bé này nè. Bé đen đó đó. Bé nâu. Dễ gì. Dám ra không? Dám ra. Bun cái đây nè, Bun chú Trọng kìa. Hồi nãy là Trọng có đi uống cà phê với một mạnh thường quân ở bên Mỹ về, là anh John Lương. Thì Trọng có chia sẻ với anh là lát nữa là em sẽ đến đây để thăm bé Bun với bé Tini. Xong cái anh nói là thôi vậy là để cái phần quà đó là anh lo. Cuối cùng anh John Lương là cái người mà tài trợ. May quá chứ thôi là Trọng tốn kém rồi mọi người. Tại vì Trọng nói Trọng hứa là nhất định là Trọng sẽ thực hiện. Trọng hứa là có dịp quay trở lại đây là Trọng sẽ tặng cho các em là xúc xích. Đó. Thì trời ơi, Trọng con sẽ làm quá. Liền. Trời kìa. Thì may uống cà phê với anh John Lương à. Ông nói thôi để phần quà đó ông lo. Thì nói chung là phần quà này là của anh John Lương luôn. Trọng có công thôi. Chị đâu khui cô. Khui khơi cho nó ăn thử coi. Dạ con, trời của con nè. Quá trời luôn, nhiều lắm. Quá trời luôn nè. Trời ơi. Mấy chục luôn mà nhiều.
mấy hiệu luôn rồi, mấy hương vị luôn nữa. Tại vì mua trong siêu thị mọi người không có mua được một thùng giống nhau. Không có mua được một thùng giống nhau đâu. Ở trong siêu thị là nó không có, nó bán thùng, nó bán lẻ ra đó. Thì Trọng mua hai ba hương vị lên, có cây ốm rồi có cây mập nữa. Ba bốn hiệu á. Chị cho mượn con dao đi chị, cắt con dao á. Vô nhỏ cắt cái này. Vắt làm cái dao. Ừ, kéo được. Trọng lấy con dao cắn ra được hết chưa? Nè coi. À. Nè. Trời ơi. Nó chảnh nó liếm gần cái nó ngậm vô nó nhảy ra luôn kìa. Cái ăn á cậu khoái thích lắm. Ăn giống gì vậy con? Trời ơi, cho chú cho nhiều dữ chú. Quá trời luôn nè. Thì lâu lâu mới có dịp tặng quà ăn lần. Coi nè, đó nó nuốt không à, đó đó, con thấy không? Đó. Nè kìa, lấy cái nặng cái nó ra cho nó. Đó, còn theo đó nó nuốt không kẹo sao chứ. Đi đi ăn con nè. Bé này là không ăn cơm nè nha mọi người. Từ bé giờ là không ăn cơm nha. Tin đi không ăn hả? Dạ, Tin đi không ăn. Nó cỡ á, chứ trong nhà nó ăn. À. Nó có Bun nè. Bun là dạng rồi, dạng như già đấy. À, già đầu rồi. Bun gần 2 tuổi rồi mà. Mà uống nu uống nước là đã lắm. Dạ. Dạ, chủ trưa là chú Trọng là đi dắt đi ăn cơm ngoài đây nè. Ở ngoài đây có bán cơm gà xói mỡ nè. Rồi à... Bây giờ này nóng quá rồi sao? Là... Thì cũng... Quạt gió cho nó hả? Dạ. Trời ơi, ngủ có cái quạt nó không chịu đâu cậu. Nó nằm ngay trong cái quạt á. Này coi. Có mặc dù có hai bé nhưng mà nhìn thấy nó sạch sẽ, cưng ghê á. Tại cậu biết không nè, mấy vòng vòng mấy nhà này nè. Cho nên không có cho ra ngoài. Ồ, sạch sẽ. Mà nó hiền khô à trời ơi. Dạ. Mấy nhà cái nhà chú này nè chú. Lại nó ôm luôn á. Đối diện nhà đó. Dạ. Nè, mua... hai cái bịch này, hai bịch bò để cho cái bé để kia con... để dành nó ăn. Cho bé này ăn kìa, cho bé nâu kìa, tí tí. Nè. Này là hai hương vị bò ha, cho bé nâu nha. Rồi. Nè con. Cho bé nâu ăn nha bé nâu. Chị em với thằng đó. Ờ chị em, hai chị em. Ừ, sạch sẽ quay đến tốt vậy con. Đó là bé nâu này là em của chị em với Tini nè. Tini nè. Hết bịch rồi đó cậu ơi. Ờ. Nó có bịch hương bò nữa đó. Đâu không ăn nữa đâu, để khui à, không. Để dành ăn từ từ dạ, ha. Dạ, ăn từ từ thôi, nhín nhín đi. Bắt tay anh nữa coi. Hoàng ghê á. Này là phải tắm rửa dữ lắm á chứ. Dạ đúng rồi cậu. Hồi nãy định tắm mà chị thấy mưa cho nên không, bữa nay chủ nhật là tắm đó. Mà bữa nay thấy mưa nó sợ nó bệnh cho nên thôi. Nuôi sạch sẽ thấy sợ luôn. Ai mà chồng nuôi mấy cái bé chó mà gì là chồng thương lắm. Chồng thấy chồng thích á, kiểu nhìn nó sạch. Mà nó không có sợ trời sợ đất gì hết trơn á. Nhiều ăn lâu lắm đó. Nghe đi chơi nấu. Rồi lâu lắm đó. Ừ. Nhiều mà. Dạ. Nghe chơi nấu. Mấy chục bịch lận. Nghe chơi nấu con. Nấu có vẻ hiền hơn mấy em này. Trời ơi nó dữ lắm á cậu. Nó dữ lắm. Ờ, tại có cậu đó. Cái đây. Ừ này ảnh trời chị. Giá đi sợ. Ờ. Nó giả bộ đó. Còn biết nó dữ trời thằng. Trời ơi. Con đeo đó. Làm như ảnh Út hay gì ha. Làm cái gì đó. Ờ như ảnh Út hay gì ha. Anh cục đuôi nữa đó. Nó dữ dằn lắm đó. Cho điên á. Ờ cục đuôi luôn cho đực mà cục dạ. Đuôi tự cục luôn á hả? Năm đứa con gái mà có mình nó con trai á cậu. À kính thưa quý vị khán giả, thường thì Trọng thỉnh thoảng Trọng cũng rất là thích chia sẻ những video kiểu này. À, hồi ai mà xem kênh của Trọng lâu thì cũng biết là Trọng cũng từng tâm sự là trong cái năm nay là Trọng sẽ xen kẽ vào cho nè, giúp đỡ những mảnh đời chừng 30-40%, còn 50% còn lại là Trọng sẽ chia sẻ những câu chuyện vui, những câu chuyện mà truyền cái cảm hứng á, để cho những cái khán giả xem, rồi những cái người mà chưa yêu thương chó mèo xem được những cái clip như thế này, rồi những cái người như là cô Lan nè, là nghèo khổ nè, ở trọ nè, xa quê nhưng mà vẫn nuôi trời các ơi, em sạch sẽ hạnh phúc. Không, chủ yếu là Trọng muốn truyền cái cảm hứng, Trọng muốn truyền cái cảm hứng. Chị làm như ta đây không biết gì.
đớp liền. Chẳng muốn truyền cái cảm hứng cho mấy người mà yêu thương chó mèo trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, để cho những người chưa yêu thương xem được những cái clip này thì yêu thương các em hơn, thì từ đó cuộc sống của các em nó sẽ có sự thay đổi hơn. Chứ Trọng với Trọng thì Trọng nói thật sự là mình cứu được một con, cứu được hai con, nhưng là nếu nó cũng là cái con số thôi. Nhưng nếu mà xã hội có nhiều người yêu thương, người này yêu thương lan cho người kia, rồi người kia truyền cho người này, thì Trọng tin chắc là các con chó ngày càng được yêu thương hơn và các không rơi vào những cái tình trạng nguy hiểm á. Chứ còn thật ra là mình cứu về, mình cứu con này cứu con kia, nó cũng chỉ là số lượng thôi. Là siêu nhân bắt chuột. Là siêu nhân. Ồ, bắt chuột dữ lắm hả chị ha? Bắt chuột giỏi luôn. Bắt chuột giỏi là không có con chuột nào luôn. À, chị cũng nuôi hai con luôn ha? Ba con. Ba con. Đó. Con trắng nằm đằng kia ngủ rồi. À, cũng chăm sóc sạch sẽ, tắm rửa sạch sẽ nè. Bớt ăn lại thằng vui. Đốm đâu rồi chị? À. Đốm đi qua bên kia. Nó quấn đâu rồi chị? Trời, con này nó trắng giò rồi trắng đuôi luôn. Con này hả? Ừ, lỏ. Có bốn cái chân rồi trắng hả? Bốn cái chân rồi nó còn trắng luôn, cái đang cái đuôi khúc nữa. Ờ vậy á. Dạ. Ghét không? Con đốm đâu rồi? Chị con đốm đâu rồi chị? Vậy hả? Em đâu à? Đốm là chó mẹ của con này nè. Bữa hổm nó ở đây chung luôn á cậu. Dạ. Mà bữa nay dọn nhà đi về. À cô Lan ơi, dạ. Bây giờ về hang để chồng với lại là hổm là chồng có hứa là khi nào mà có dịp đi ngang đây thì sẽ ghé thăm hai em rồi tặng cho các em xúc xích, tại vì các em nó quá xúc xích. Thì hôm nay thì chồng đi ngang để thực hiện cái lời hứa này. Dạ. Nhưng mà đặc biệt là cái phần quà này là của anh John Lương. Dạ. Khi mà biết được là chồng đi ngang đây thì anh John Lương đó là thôi để anh sẽ tặng cho các em cái phần quà này. Dạ. Thì có gì thì mình gửi lời cảm ơn anh John Lương, tại vì đây cũng là một trong những mạnh thường quân mà rất là yêu thương chó mèo luôn. Dạ em cũng nhân đây xin cảm ơn cậu John Lương đã gửi xúc xích cho hai con của bé của chị là Bun và bé Tini. Cảm ơn chú John Lương nhiều. Chúc mà giữ gìn sức khỏe và làm ăn phát đạt. Trọng cũng xin phép được dừng lại cái video vui này. Thì Trọng cũng rất là thích chia sẻ những cái mảnh đời nho nhỏ như thế này, những câu chuyện bên lề nho nhỏ như thế này đến toàn thể quý vị, để mong rằng là xã hội sẽ có nhiều người yêu thương các bé hơn, giống như là cô Lan đây, giống như là chị lúc nào cũng yêu thương rồi nuôi các em, chăm sóc cho ăn uống nó sạch sẽ, để càng ngày các em nó đừng có khổ nữa. Bye bye tất cả mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.